được thể hiện dưới dạng của một cuộc hội thảo khoa học. Và trong quá trình diễn ra hội thảo, đề nghị tất cả chúng ta chuẩn bị tập ghi chép, đó là cái tập đề cương mà thầy đã phát trước, cộng với những cái tài liệu nghiên cứu, những tài liệu tham khảo. Và sau đây thì lại cái phần làm việc của em sẽ. Ấn Độ là một trong những quốc gia cổ đại phương Đông có nền văn minh lâu đời trên thế giới. Từ khoảng 3.000 năm trước công nguyên, ở Ấn Độ đã xuất hiện nền văn minh đầu tiên trên lưu vực sông Ấn. Từ đó đến nay, cùng với Trung Quốc, nền văn minh Ấn Độ gần như phát triển liên tục trong suốt thời gian dài với những thành tựu hết sức rực rỡ. Trong đó, thời kỳ Gupta đã hình thành nên đặc trưng truyền thống văn hóa Ấn và lan rộng ảnh hưởng ở nhiều khu vực. Để giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng thể về văn hóa truyền thống Ấn Độ, văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển như thế nào, ảnh hưởng của nó đối với khu vực ra sao, đó chính là lý do chúng tôi tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay, hội thảo khoa học văn hóa truyền thống Ấn Độ. Đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu. Giữ vai trò điều hành hội thảo ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu thành phần ban chủ tọa. Ông Huỳnh Phương Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông Đỗ Hoàng Bách, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử thành phố. Bà Nguyễn Hoàng Thiên Kim, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á. Bà Nguyễn Đình Bảo Trân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á. Thư ký của buổi hội thảo ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Trương Kỳ Duyên, bà Nguyễn Thiên Nga và một thành phần khác cũng khá quan trọng, đó chính là sự hiện diện của các học giả, các nhà nghiên cứu đến từ trong và ngoài nước. Xin tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay. Sau đây tôi xin nhường lại phần làm việc cho ban chủ tọa. Xin cảm ơn phần giới thiệu rất sinh động của MC. Để bước vào cái phần hội thảo chính thức ngày hôm nay, đầu tiên tôi nghĩ rất cần thiết, đó là cái việc mà chúng ta cần phải làm rõ về cái tên gọi của quốc gia mà chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nền văn hóa ngày hôm nay, đó chính là Ấn Độ. Như chúng ta đã thấy trên bản đồ, đó chính là cái bản đồ của Ấn Độ cổ đại. Thì nó lớn hơn so với Ấn Độ ngày nay rất nhiều. Trên cái tiểu lục địa Nam Á này thì nó bao gồm có 5 phần. Phần thứ nhất, rộng lớn nhất, đó là Ấn Độ cùng với Bhutan, Nepal, Bangladesh và Pakistan. Còn thêm một phần nữa ở ngoài đảo chính là Sri Lanka. Thế thì cái tên gọi Ấn Độ này nó có nguồn gốc từ con sông Ấn, tức là cái nơi khởi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ. Cái tên gọi này nó trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau. Đầu tiên là người Ấn Độ họ lấy cái chữ Hindu, chúng ta quan sát, họ lấy chữ Hindu để chỉ tên dòng sông. Đến thời của người Ba Tư á, người Ba Tư cổ họ gọi cái phát âm trại á, họ biến tướng từ Hindu thành Hindu. Sau đó đến người Hy Lạp cổ thì họ lại gọi Hindu thành Indi. Rồi đến người La Mã thì họ biến từ Indi sang thành Indus. Và cuối cùng đến người Anh thì họ chuyển Indus thành India như ngày nay. Đó là về tên gọi của Ấn Độ. Ngoài ra thì trong các thư tịch cổ của Trung Quốc, họ cũng ghi chép lại và họ gọi cái quốc gia Ấn Độ này với các tên gọi như là Thân Độc hoặc là Thiên Trúc. Và được ghi lại trong cái cuốn Đại Đường Tây Mật Ký của Đường Huyền Trang. Thế thì vào giữa thiên niên kỷ thứ 3, các quốc gia cổ đại đầu tiên đã bắt đầu ra đời trên cái lưu vực dòng sông Ấn, và tiêu biểu chúng ta đang quan sát đó chính là cái địa chỉ Harappa và một địa chỉ khác đó chính là Mohenjo-daro. Đây là một trong những địa chỉ vừa mới được khai quật, là những cái khu ở tập thể và những cái vùng tâm công cộng, là hai địa chỉ cổ xưa nhất về đất nước Ấn Độ mà người ta đã phát hiện ra được. Đó là cái phần cơ bản về tên gọi của Ấn Độ. Thật ra văn hóa truyền thống Ấn Độ đã được định hình và phát triển từ thời Gupta, và đây là vấn đề lớn xuyên suốt chúng ta cần giải quyết trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Nhưng để có được một Gupta phát triển như vậy thì lịch sử Ấn Độ đã phải trải qua rất nhiều biến động, rất nhiều các quốc gia khác nhau đã thay nhau nắm giữ chính quyền của Ấn Độ. Các anh chị nghĩ sao về điều này?
Vâng, đúng là như vậy. Thì từ khoảng 1.500 năm trước công nguyên, bên sông Hàn đã hình thành một số tiểu quốc và mạnh nhất chính là tiểu quốc Magadha, như các bạn có thể thấy trên hình. Đến khoảng 500 năm trước công nguyên thì Magadha đã thống nhất Bắc Ấn Độ. Và trong thời kỳ Magadha nắm quyền ở Ấn Độ này thì ở đây nổi lên vai trò của đức vua Asoka. Mình muốn đặt câu hỏi đó là Asoka là ai và ông có vai trò như thế nào trong lịch sử của Ấn Độ? Asoka chính là một vị hoàng đế của Ấn Độ. Ông trị vì đế quốc Khổng Tước từ năm 273 đến năm 232 trước công nguyên. Hai chữ Khổng Tước này có nghĩa là con công. Đây là một ông vua kiệt xuất nhất nước này và nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử của Ấn Độ. Vua Asoka toàn thắng trong một loạt các cuộc chinh phạt và đã cai trị phần lớn bán đảo Ấn Độ, chỉ trừ một vùng đất ở cực nam xa xôi là nước Pandya. Là một quân vương ủng hộ Phật giáo, ông đã lập nhiều bia đá và ghi lại những thánh tích trong cuộc đời của Phật Thích Ca Mâu Ni. Và theo truyền thống Phật giáo thì tên ông gắn liền với việc lưu truyền Phật giáo. Trong thời Asoka, ông đã cho dựng nhiều cột đá, khắc chữ, được gọi là chỉ dụ Asoka, nói về lòng sùng tính của mình và việc cai quản đất nước. Những cột đá khắc những tín điều thống trị này dùng để kỷ niệm Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lần đầu tiên truyền giáo lý Phật giáo đi khắp thiên hạ. Đến cuối thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, vua Asoka qua đời, Ấn Độ lại bước vào thời kỳ chia rẽ. Khủng hoảng kéo dài mấy thế kỷ cho đến đầu công nguyên thì lại được thống nhất bởi vương triều Gupta. Là sau thời gian dài bị chia cắt thì vào năm 319 thì miền Bắc Ấn Độ đã được thống nhất với miền cai trị của vương triều Gupta. Thì vương triều Gupta tồn tại từ năm 319 đến năm 467. Thì đây là một thời kỳ huy hoàng trong lịch sử Ấn Độ. Vương triều này đã chứng tỏ sức kháng cự không cho người Tây Á xâm chiếm phía Tây Bắc và thống nhất miền Bắc Ấn, làm chủ gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ và gây ảnh hưởng ở Sri Lanka. Đóng góp nổi bật của vương triều Gupta chính là định hình và phát triển văn học truyền thống Ấn Độ, còn gọi là văn hóa Gupta, trong đó tiêu biểu của một số lĩnh vực như tôn giáo, kiến trúc, chữ viết và văn học. Tôi có một câu hỏi. Theo tôi được biết, Ấn Độ là một đất nước đa phần. Vậy ở Ấn Độ có những tôn giáo đặc trưng nào? Ấn Độ là quê hương của rất nhiều tôn giáo lớn, ví dụ như là Bà La Môn giáo, Ấn giáo và Phật giáo. Phật giáo là môn giáo tiêu biểu. Và tôi xin làm rõ hơn về phần môn giáo như sau. Phật giáo được ra đời vào thế kỷ 6 trước công nguyên ở vùng Bắc Ấn Độ, Dharavan, do hoàng tử Siddhartha Gautama sinh năm 563, mất năm 483 trước công nguyên sáng lập, được là Sakya Mulita, mà chúng ta gọi là Thích Ca Mâu Ni. Chân lý về nỗi khổ đau và sự giải thoát nỗi khổ đau chính là điều trăn trở của Phật giáo, và cuối cùng để giúp chúng ta nhận ra, hiểu ra được rằng cho con đường để tìm ra được con đường chấm dứt nỗi khổ đau. Giáo lý căn bản của Phật giáo được thể hiện trong thuyết Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Phật giáo giải thích luân hồi là khổ, từ đó Phật đề ra Tứ Diệu Đế gồm khổ là gì? Theo Phật giáo, khổ bao trùm lên mọi mặt của cuộc sống, là sinh lão bệnh tử, nên sống là khổ, đời là để khổ. Tập nguyên nhân của khổ là do lòng tham, ước vọng. Diệt là sự cần phải diệt khổ. Đạo, con đường đúng để diệt khổ, gồm 8 con đường gọi là Bát Chánh Đạo. Giáo lý của Phật còn đề cao lòng từ bi hy xả, làm điều thiện trong cuộc sống hàng ngày để đi tới giác ngộ, được siêu thoát nơi Niết Bàn. Đạo Phật chủ trương mọi chúng sinh đều được bình đẳng trước đạo pháp, không phân biệt đẳng cấp. Vì thế đạo Phật ra đời nhằm giải quyết mâu thuẫn xã hội, xóa bỏ chế độ phân biệt đẳng cấp Brahmana của Bà La Môn giáo trước đó. Đạo Phật được truyền bá mạnh mẽ dưới thời vua Asoka và tiếp tục phát triển dưới các kỳ loại Gupta, Haska đến thế kỷ 7. Sự giáo lý, giáo hóa đại sư. Mời tất cả chúng ta có xem một cái đoạn clip nói về cái sự ra đời của đạo Phật.
Chúng ta đã biết thì Thái tử Tất Đạt Đa trước khi mà tu thành chánh quả trở thành Thích Ca Mâu Ni thì ông là một cái người con xuất thân trong gia đình hoàng tộc và chứng kiến về cái sự khổ đau, cái sự sanh lão bệnh tử của cái vòng luân hồi của một đời người, cho nên ông đã từ bỏ tất cả những danh vọng của mình, kể cả gia đình và vợ con, để ra đi tìm cái chân lý để làm sao giải thoát con người ra khỏi cái vòng luân hồi sanh lão bệnh tử đó. Những cái cảnh tượng đó là một đứa bé vừa mới chào đời khóc những tiếng khóc rất đau khổ. Tiếp theo là một cụ già phải sống lây lất qua ngày bằng cái những cái đồng bố thí, và một cái người lớn tuổi đang trong cơn bệnh trầm kha, và cuối cùng là một sống chết. Tức là bốn cái giai đoạn của một cái vòng đời của đời người đó, tức là sanh lão bệnh tử. Thế rồi sau đó người đã tự mình đi tìm về cái nội chân lý, cái chân lý của sự giải thoát đó. Trong cái giai đoạn đầu thì Thái tử Tất Đạt Đa đã chọn cho mình cái lối tu khổ hạnh, tức là tu theo kiểu hành xác, và cứ thế khiến cho người ngày càng trở nên gầy gò và thậm chí có lúc đã ngất đi. Sau đó nhờ cái sự cứu giúp mà theo truyền thuyết kể lại rằng đó là một cái người phụ nữ đã mang đến cho ngài một cái bát sữa dê để giúp cho ngài lấy lại sức khỏe và tinh thần. Thế sau cái sự việc đó, người đã thay đổi cái cách tu của mình và bắt đầu có ăn uống, nhưng mà ở mức độ là ăn chay, các ăn thực vật thôi. Tìm tòi và nghiên cứu thì cuối cùng người đã ngộ nhận ra được cái chân lý và đã tìm ra được câu trả lời của mình, đó là cần phải sống từ bi hỷ xả để con người sau khi mà mất đi thì có thể đến được với cõi niết bàn. Ở nơi đó thì con người sẽ không còn đau khổ, không còn bệnh tật và cũng không còn chứng kiến những cái cảnh bi thương của cái cuộc sống đời thường nữa. Và theo truyền thuyết kể lại thì người đã đắc đạo với một gốc cây Bồ Đề. Sau khi đắc đạo thì người tiếp tục đi truyền bá những cái giáo lý Phật giáo của mình. Và trong cái thời kỳ của Vua Asoka, như lúc nãy đầu chương trình chúng tôi có đề cập, thì đạo Phật đã có lúc trở thành tôn giáo và là một cái tôn giáo phát triển cực thịnh ở Ấn Độ. Khi mà đi trả lời cho cái câu hỏi là vì sao Phật giáo phát triển như thế mà ở Ấn Độ lại có thêm Hindu giáo, thì tôi xin nói sơ qua về cái Hindu. Thì đây Hindu giáo là một cái tôn giáo mà nó có bắt nguồn từ Bà La Môn, tức là một cái tôn giáo cổ xưa của người Ấn Độ. Trong Hindu giáo thì họ thờ ba vị thần chính, như chúng ta quan sát trên hình ảnh bên trên. Đầu tiên đó là thần Rama, đây là thần sáng tạo, vị thần này có đặc điểm là có bốn đầu quay về bốn hướng, đồng thời cũng có bốn tay. Trên mỗi cánh tay như thế thì người cầm một cuốn kinh Veda, và kèm theo đó là những cái
điển tích khác, ví dụ như là một cái lọ nước sông Hằng. Ở đây thì cái hình này thì mình khó thấy bởi vì nó nằm khuất mặt ở bên kia, và thêm một cái vòng hoa hồng. Đó là cái đặc điểm về thần Rama này. Một cái vị thần thứ hai ở trong Hindu giáo đó là thần Vishnu, được biết đến như là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, có nước da màu cam, đồng thời cũng có bốn tay. Trên các cái cánh tay của cái vị thần này thì có cầm những cái vật biểu trưng, ví dụ như là một cái thanh thùy, rồi một cái búp sen, và đồng thời phía trên của vị thần Vishnu này thì có biểu tượng đó là rắn thần Naga, một trong những cái điểm dễ dàng cho chúng ta nhận biết về thần Vishnu. Thì đây là thần bảo hộ theo như giáo lý của Hindu giáo. Và vị thần thứ ba trong cái Hindu giáo này đó chính là thần Shiva. Đây là vị thần quỷ diệt. Cái đặc trưng dễ nhận biết về cái vị thần này đó là có cái nước da màu xám xịt, màu tro, màu xám, để biểu hiện cho cái sự tu hành, khổ hạnh, và đồng thời ở đó một phần cũng là cái sự quỷ diệt, cái sự tan thương. Thế thì vị thần này thường gắn với một cái con rắn rất lớn vòng quanh quanh cổ và những con rắn khác vòng quanh cánh tay. Thế thì trong cái ba vị thần Brahma, rồi Vishnu và Shiva thì người ta gọi chung đó là tam vị nhất thể, tức là ba là ba nhưng mà một, một nhưng là ba, tam vị nhất thể. Ngoài ra, ngoài ba vị thần tam vị nhất thể này thì còn có thêm một cái vị thần khác, đó là thần Indra. Thần Indra này thì đại diện cho các cái hiện tượng tự nhiên, ví dụ như là mây, mưa, sấm chớp. Chúng ta biết Ấn Độ là một đất nước mà có đa thần, tức là nhiều thần. Và trong cái bối cảnh mà thời xưa khi mà khoa học kỹ thuật chưa phát triển thì những cái hiện tượng tự nhiên mây, mưa, sấm chớp thì luôn khiến cho người ta sợ hãi. Bởi vì người ta không có lý giải được là bởi vì có hơi nước bốc lên rồi ngưng tụ thành mây mưa hay là gì đó, người ta không lý giải được. Và để giảm bớt cái sự sợ hãi đó thì người ta buộc phải gắn ghép nó vào những cái vị thần mà đó sẽ giúp cho họ tìm thấy cái sự bình yên hơn. Đó, đó là một số cái vị thần trong Hindu giáo. Quay trở lại câu hỏi của chúng ta vừa rồi, thì sở dĩ mà người Ấn Độ họ có Phật rồi mà bây giờ họ sáng tạo thêm Hindu nữa là theo tôi có ba lý do sao. Cái lý do thứ nhất, chúng ta biết từ thời xa xưa thì Ấn Độ đã tồn tại cái chế độ phân biệt đẳng cấp mà người ta gọi là chế độ đẳng cấp vát na. Ở đó con người sẽ bị phân chia ra thành những cái thứ hạng, tất cả thì được đều được sinh ra từ vị thần Rama, nhưng mà có cái thứ hạng cao quý thì được sinh ra từ miệng của thần gọi là Rama đó, rồi những thứ hạng thấp hơn sinh ra từ vai gọi là Kshatriya, tăng lữ võ sĩ, rồi có đẳng cấp thấp hơn nữa sinh ra từ đùi của vị thần này gọi là Vaisya, và cuối cùng đẳng cấp thấp nhất là Sudra, tức là nô lệ. Thế thì trong một cái xã hội mà nó ảnh hưởng sâu sắc của chế độ phân biệt đẳng cấp như thế thì rõ ràng Phật giáo là không phù hợp. Với Phật giáo thì chỉ tôn thờ một vị thần duy nhất thôi, thì đó là Thích Ca Mâu Ni hay là tổ đó. Thế thì đó là cái lý do thứ nhất. Cái thứ hai, như chúng ta đã biết, Ấn Độ là một trong những cái nơi mà thường xuyên xảy ra các cái cuộc chiến tranh xung đột, nhưng ngược lại giáo lý của Phật giáo lại khuyên rằng là sống từ bi kỷ xã, nhẫn nhục chịu đựng. Thế thì với một cái xã hội như thế thì con người ta sẽ rất khó để mà thích nghi, mặc dù giáo lý của Phật giáo là tốt đó, không phải là không tốt, nhưng mà rõ ràng nó không phù hợp với cái thực cảnh xã hội. Và một cái lý do thứ ba đó là cái việc xuất phát từ niềm tin của người thánh. Phật giáo chỉ khuyên rằng con người là sống làm điều tốt, điều thiện, sống từ bi hỷ xã, nhẫn nhục chịu đựng để làm gì? Đến khi mà chết đi sẽ được đến với cõi niết bàn, ở đó con người sẽ được giải thoát, chỉ dừng lại đó thôi. Trong khi đó Hindu giáo thì lại khuyên người ta sống từ bi, sống hỷ xã, làm việc tốt, nhưng đến khi mà chết đi á thì sẽ được đầu thai sang một đẳng cấp cao hơn. Ví dụ như đang đẳng cấp nô lệ chẳng hạn, sống một tuần tốt, làm nhiều điều thiện, đến khi chết đi sẽ được lên cái đẳng cấp cao hơn, ví dụ đẳng cấp Kshatriya chẳng hạn, thì lúc đó con người sẽ được thăng hạng, tạm hiểu là như thế, thăng hạng và cuộc sống sẽ giàu có xa hoa hơn. Và như thế là rõ ràng Hindu nó sẽ khuyến khích con người ta tin tưởng và đi theo nhiều hơn. Cho nên là sau một thời gian phát triển huy hoàng thì Phật giáo là phải nhường chỗ lại cho Hindu.
Và một cái thực tế chứng minh đến hiện nay thì rõ ràng Phật giáo chỉ chiếm 1% ở xã hội Ấn Độ thôi, và còn lại phần nhiều hơn 80% trong đó là Hindu giáo. Đó là cái lý do hiện tại sao mà ở xã hội Ấn Độ có Phật rồi mà lại có thêm Hindu nữa. Thế thì sau khi mà mình hiểu được cái vấn đề này thì tôi lại có một vấn đề ngược trở lại để muốn hỏi tất cả các quý vị ngồi đây, đó là theo chúng ta thì giữa cái Bà La Môn giáo, tức là tôn giáo cổ xưa mà tôi đề cập đó, với lại Phật giáo và Hindu giáo thì nó có cái mối liên hệ gì với nhau hay không, hay chỉ là những tôn giáo đơn thuần phát triển một cách riêng biệt và tách rời nhau? Theo tôi là không, ba tôn giáo này độc lập với nhau và tôi nghĩ là không có mối liên hệ. Xin cảm ơn. Mình có một ý kiến cho rằng là ba tôn giáo này phát triển một cách độc lập riêng lẻ với nhau và không có cái mối liên hệ nào cả. Xin quý vị cứ tự nhiên và đưa ra cái ý kiến của mình. Theo ý của tôi thì giữa ba tôn giáo là có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Chúng ta thấy cái sự khác biệt của chế độ phân biệt đẳng cấp của Bà La Môn, của Bà La Môn giáo và Phật giáo ra đời để nhằm giải quyết mối quan hệ xã hội, xóa bỏ chế độ phân biệt đẳng cấp. Tuy nhiên sau đó Hindu giáo để ra đời và dần chúng dần muốn thế Phật giáo là sự phù hợp về sự phát triển của lịch sử Ấn Độ, trong đó có sự ăn sâu về sự phân về chế độ giai cấp, đẳng cấp và tín ngưỡng và sự niềm tin như các ý của chủ tọa vừa được. Tôi xin cảm ơn về cái sự lý giải của hai vị vừa rồi. Rõ ràng chúng ta thấy là giữa Bà La Môn giáo với Phật giáo có một sự liên kết. Bà La Môn giáo khắc nghiệt quá cho nên Phật giáo ra đời để giải quyết cái mối mâu thuẫn, cái sự khắc nghiệt đó. Con người bình đẳng trước đạo pháp. Rồi tiếp đó Hindu giáo lại ra đời thay thế cho Phật, bởi vì Phật nó không phù hợp với lại cái lịch sử phát triển của xã hội Ấn Độ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là giữa ba tôn giáo này có một cái mắt xích liên kết với nhau. Nói như thế để chúng ta hiểu rõ hơn lý do tại sao mà Ấn Độ nó lại đa tôn giáo như thế. Theo như tôi được biết thì là ngoài tôn giáo thì Ấn Độ còn nổi tiếng với những công trình kiến trúc. Vậy xin ban chủ loại cho biết kiến trúc của Ấn Độ có gì? Những công trình kiến trúc của Ấn Độ đều mang một nét chung, chính là phản ánh thế giới tâm linh của con người, đặc biệt là của người Ấn. Hay là nói cách khác, kiến trúc Ấn Độ là gắn liền với lại tôn giáo. Có hai loại kiến trúc đáng được chú ý hơn cả, chính là đền tháp, họ được gọi là stupa, và chùa là Taiya. Stupa chính là loại hình thờ thánh tích, một loại hình mộ táng nhưng cũng đồng thời là một cái tháp. Đây là nơi đặt thánh tích, di cốt hay là xá lợi của Phật. Kiến trúc nguyên thủy của stupa có dạng một cái nấm hình bán cầu, trong đó một căn phòng nhỏ chứa di cốt của Phật. Di cốt được đặt trong một cái kiểu nhỏ làm bằng pha lê. Phần trong của stupa được xây bằng gạch ống, phần ngoài thì bằng gạch nung, và ngoài cùng được chát một lớp dày bằng thạch cao. Phía trên ngọn người ta dựng một cái lọng bằng gỗ hay bằng đá để che đi cái di cốt ở bên trong. Điển hình cho số stupa còn tồn tại đến ngày nay chính là stupa Sanchi, được xây dựng dưới triều vua Asoka. Tiếp theo đó là chùa. Chùa thì có hai dạng là chùa nổi và chùa hang. Nổi bật hơn cả chính là kiến trúc của chùa hang. Đây là những công trình được đào ngầm ở bên trong vách đá. Nổi tiếng nhất trong các chùa hang chính là chùa Ajanta mà các bạn có thể thấy hình ảnh ở trên đây. Phức hợp hang Ajanta gồm 30 chùa, phần lớn đều là sản phẩm của vương triều Phật giáo Gupta. Những ngôi chùa được đục khoét sâu trong lòng hang đá, có bàn thờ Phật, có đại sảnh để làm lễ. Mỗi hang chính là một công trình kiến trúc mang tính nghệ thuật cao. Ngoài ra, người ta còn xây dựng nhiều ngôi đền bằng đá rất đồ sộ, hình chóp núi như là tượng trưng cho núi Meru trong Hindu giáo, chính là trung tâm của vũ trụ, là nơi ngự trị của thần thánh, và cũng tạc bằng đá hoặc đúc bằng đồng. Có rất nhiều pho tượng thần thánh để thờ với những phong cách nghệ thuật rất đa dạng và độc đáo. Historical transitions in Buddhist style. Giới thiệu về cái phức hợp chùa hai Ajanta. British man in the dense forest of the Deccan Plateau in India. This temple cave complex describes the rise. Hang này thì đầu tiên được phát hiện bởi những cái toán lính người Anh. Đây là một quần thể
được tạo dựng trong cái thời kỳ liên tục của các nhà nghiên cứu. Thực ra, đường ngang đầu tiên được tạo dựng vào giai đoạn đầu của thế kỷ 2 công nguyên. Trong cái phương hợp này thì có nhiều công trình, ví dụ đây là Vihara, tức là nơi mà các nhà sư sống và ngồi thiền. Còn ở đây thì chúng ta quan sát đó là một cái giường được khắc ngay trong vách núi để cho các nhà sư nghỉ ngơi. Trong giai đoạn đầu thì người ta chưa có cái nghệ thuật tạc tượng, cho nên là người ta dùng cái sopa này để làm cái để mà thờ Phật. Some of the caves were made hundreds of years later in the 5th and 7th centuries. They were very different in style from the earlier caves. A statue of Buddha was carved in front of this stupa. The object of worship had to be carved from the stupa. The stupa was a stupa of Buddha. Và stupa sau này thì chỉ dùng để mà thờ thánh tích không? Tức là di cốt của Phật sau khi mà qua đời đó, viên tịch đó, người ta sẽ đốt cái cho phúc vào thờ. It's one of the largest reclining statues known in India. Donations from wealthy patrons helped in the development of Buddhist art in the rock temples, such as this wall painting which depicts the former life of Buddha. These colorful paintings have remained intact for more than 1,400 years. Among all the paintings, Satajanta, this Bodhisattva figure holding a lotus flower is considered to be the finest. Its state of origin is believed to be the second century. The body is the most curved. The paintings in the Jhumpa Caves are the origin of Buddhist art in Asia. It's believed that this was the last cave carved out of the Ajanta site during the 7th century. However, it was never finished. As Hinduism gained ground in India, Buddhism went into decline. The Ajanta caves were abandoned and quite forgotten for a long time. Đây là một công trình kiến trúc vô cùng đặc sắc và sáng tạo của người Ấn Độ. Trong những cái vách núi bằng đá, nó phải được quét và tạo thành những ngôi chùa. Rất hay, một công trình kiến trúc rất hay. Chị cho hỏi nữa. Người Ấn Độ sớm có chữ viết như chữ cổ vùng sông Ấn 3.000 năm trước công nguyên. Chữ cổ vùng sông Hàn xuất hiện từ 1.000 năm trước công nguyên. Ban đầu chữ Brahmi cổ được nâng lên sáng tạo từ chữ Phạn hay còn gọi là chữ Sanskrit. Đường hành thiện ở thời Asoka cả chữ viết và ngữ pháp là cơ sở xây dựng chữ viết Ấn Độ ngày nay hay còn gọi là chữ Hindi. Ngôn ngữ Phạn được sử dụng phổ biến vào dưới thời Gupta là cơ sở truyền bá văn học, văn hóa cổ đại Ấn Độ mang đậm màu sắc tôn giáo. Chữ viết phát triển giúp cho văn học cũng khá phát triển theo. Người Ấn Độ để lại hai bộ sử thi bằng tiếng Phạn khá nổi tiếng là Ramayana và Mahabharata và các tác phẩm của Kalidasa như Shakuntala. Vậy trong số chúng ta có ai đã đọc tác phẩm văn học trên không? Ramayana là bộ sử thi nổi tiếng thứ hai của Ấn Độ cổ đại. Người ta cho rằng tác giả của Ramayana là nhà thơ Valmiki. Tên gọi Ramayana được dịch ra là những cuộc du hành của Rama. Ramayana gồm 24 câu thơ kể về chuyện tình duyên giữa hoàng tử Rama và người vợ thiên tử Sita. Mahabharata là cuốn sử thi bằng tiếng Phạn nổi tiếng bậc nhất của Ấn Độ cổ, bao gồm hơn 74 câu thơ và những đoạn văn xuôi dài, tổng cộng khoảng 1.8 và là cuốn thiên sử thi dài nhất trên thế giới. Các bạn gồm tổng số câu thơ của hai bộ sử thi cổ đại Hy Lạp là Iliad và Odyssey cộng lại. Tác phẩm này được coi là tác giải bất pha vàng thư về văn hóa truyền thống, các truyền thuyết và các thể chế cổ đại. Xã hội tối hậu cổ xưa, đó là tấm gương phản chiếu toàn bộ về sống con người của Ấn Độ truyền thống như là như câu chuyện người cổ. Cái gì không thấy được ở trong Mahabharata thì cũng không thể nào thấy được ở nội dung cơ bản của bộ sử thi Mahabharata nói về cuộc chiến
Ba và Bandha Ba. Cả hai đều là dòng dõi vua Ba 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 và khoảng thế kỷ 11 trước công nguyên và thế kỷ 10 tới thế kỷ 11 trước công nguyên. Do đó tên Ba 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 có nghĩa là các vị đại của triều đại nhà Ba. Xin cảm ơn phần bài vừa rồi của một học giả. Thế thì tôi xin đính chính lại là tên của hai cái bộ sử thi nổi tiếng này. Một là Ramayana và thứ hai là Mahabharata. Chúng ta nên phát âm cho nó chuẩn ở chỗ này. Thế thì đây là hai bộ Bách Khoa Toàn Thư, đặc biệt là ở tác phẩm Mahabharata. Người ta ví nó là một cái cuốn Đại Bách Khoa Toàn Thư của người Ấn Độ. Những gì mà không tìm thấy trong cuốn Mahabharata này thì cũng không tìm thấy trong xã hội Ấn Độ. Tức là tất cả gì có trong xã hội Ấn Độ đã được ghi chép vào trong đây hết rồi. Và nó là một cái cuốn sử thi vĩ đại rất dài, dài hơn cả Iliad và Odyssey của cả phương Tây. Thế thì quay trở lại cái vấn đề mà chúng ta đã đặt ra ở đầu chương trình, đó là tại sao nói thời kỳ Gupta là thời kỳ định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ. Thế thì sau một cái thời gian thảo luận cực kỳ sôi nổi thì không biết rằng là chúng ta đã có được cái câu giải đáp cho mình hay chưa? Tại sao nói thời kỳ Gupta là thời kỳ định hình và phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ? Định hình tức là những cái nền tảng ban đầu, ví dụ như căn nhà chúng ta xây muốn xây lên á thì phải có cái nền móng ở dưới, rồi từ cái nền móng đó chúng ta xây dựng nó lên. Thế thì cái sự định hình của văn hóa thời Gupta, là thời kỳ Gupta là thời kỳ định hình phát triển văn hóa Ấn Độ. Vì về mặt tôn giáo thì Ấn Độ là quê hương của nhiều tôn giáo. Trước thời Gupta thì Phật giáo thì họ cũng tiếp tục phát triển và truyền bá rộng rãi, như là xây dựng nhiều chùa hay để thành lập Phật. Và lúc này thì cái tôn giáo mà mình ra đời và phát triển mạnh và biểu hiện là xây dựng ngôi đền cá đồ sộ hoặc là đền chóp cuối là nơi tụ điểm thành thành. Và một cái mặt khác đó là về mặt kiến trúc thì là chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ Phật giáo và tôn giáo. Một số công trình tiêu biểu như là chùa hang Asanta để gặp tới trên và lạc hộ ta sang hang. Xin chào, cảm ơn ý kiến vừa rồi. Không biết là có học giả nào chúng ta có thêm ý kiến về vấn đề này nữa không? Còn về văn học thì là phát triển có nhiều tác phẩm đồ sộ như là Ramayana và Mahabharata, các tác phẩm của Kali Kisa như là Sankutana như là Sankutana. Xin cảm ơn ý kiến vừa rồi. Như vậy là tổng hợp hai ý kiến của hai học giả vừa rồi, chúng ta đã có được một câu trả lời hoàn chỉnh cho toàn bộ nội dung của buổi hội thảo ngày hôm nay. Cái thứ nhất, chúng ta thấy rằng thời Gupta là thời kỳ định hình và phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ. Bởi vì cái thứ nhất là vương triều Gupta là vương triều mà đã có công sức trong việc thống nhất Ấn Độ. Trải qua hai đời vua, hai thời kỳ Gupta và Hassa khoảng 150 năm thì đã không ngừng đưa đất nước này phát triển. Đó là cái thứ nhất, công trong việc thống nhất đất nước. Cái công thứ hai đó là việc thời kỳ của Gupta đã có nhiều những cái nét đặc trưng về mặt văn hóa mà như chúng ta đã phân tích. Ví dụ như về mặt tôn giáo thì có Phật giáo, Hindu giáo là những tôn giáo lớn của thế giới. Rồi tiếp theo về mặt kiến trúc chẳng hạn thì có chùa hang Asanta này, rồi có stupa. Hay là về chữ viết chẳng hạn thì có chữ Brahmi, chữ Pali và sau này là chữ Hindi. Rồi về mặt văn học chẳng hạn thì có hai cái cuốn Đại Bách Khoa Toàn Thư là Ramayana và Mahabharata. Thế thì với những cái đóng góp như vậy thì thời Gupta không chỉ tạo nên cái nền văn hóa đặc sắc cho Ấn Độ mà nó còn không ngừng đưa những cái đặc sắc về mặt văn hóa của mình truyền bá ra bên ngoài. Đó là những cái đóng góp và những cái lý giải tại sao thời kỳ này lại trở thành thời kỳ định hình cho văn hóa Ấn Độ. Đây là câu hỏi. Nhớ tố văn hóa truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài cụ thể là như thế nào? Nên những biểu hiện của sự ảnh hưởng đó. Tôi xin giải thích luôn về cái câu hỏi vừa rồi. Như chúng ta đã thấy thì những yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài rất nhiều.
mà cụ thể Đông Nam Á là cái nơi mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cái nền văn hóa Ấn Độ. Cùng là văn hóa với nhau của hai cái nền cổ đại, ví dụ là Trung Quốc với Ấn Độ, thì chúng ta thấy rõ ràng văn hóa Trung Quốc mặc dù cũng đặc sắc đó, nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng của nó thì không lớn và không mạnh, bởi vì nó du nhập một cách là tự mức. Còn văn hóa Ấn Độ nó du nhập vào Đông Nam Á một cách tự nhiên, và đó hầu hết là sự tự nguyện hòa nhập của các quốc gia Đông Nam Á. Tôi lấy điển hình một số những ví dụ như là về mặt tôn giáo chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng ở Đông Nam Á có Phật giáo mà Việt Nam chúng ta cũng chịu ảnh hưởng, hay là Myanmar chẳng hạn là đất nước của chùa vàng, hay Thái Lan chẳng hạn. Rồi ở Đông Nam Á có Hindu giáo không? Có luôn. Campuchia là có Hindu giáo của Ấn Độ. Hay là về mặt kiến trúc chẳng hạn, thông qua những công trình kiến trúc vừa rồi mà chúng ta trình bày về chùa Hang Santa rồi về Stupa chẳng hạn, chúng ta thấy ở khu vực Đông Nam Á này có ảnh hưởng của kiến trúc Ấn Độ này. Ví dụ như Thánh địa Mỹ Sơn ở Việt Nam, đây là một trong những cái khu di tích mà chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa kiến trúc Ấn Độ. Hay ví dụ như một số công trình khác, ví dụ như là chùa Vàng ở Thái Lan, hay là Angkor Wat, Angkor Thom ở Campuchia, hay là tổng thể kiến trúc Borobudur ở Indonesia, thì tất cả đều chịu ảnh hưởng của kiến trúc Ấn Độ. Rồi về mặt chữ viết, chúng ta sẽ, về mặt điêu khắc, chúng ta xem thử là ở Đông Nam Á có ảnh hưởng không nào. Ví dụ tôi lấy ví dụ đây là một cái bức điêu khắc phù điêu trên tháp bà Puraga ở Nha Trang. Nếu ai có dịp đến đây rồi thì sẽ thấy cái hình tượng chính trong điêu khắc của người Chăm á, chủ yếu lấy hình tượng của thần Shiva, một trong những tăng vị nhất thể của Hindu giáo. Và điều này được lặp đi lặp lại rất nhiều trong cái kiến trúc của Đông Nam Á, hay là những cái điêu khắc trên các đền tháp, trên các cái ngọn núi Meru của các công trình kiến trúc ở khu vực Đông Nam Á này đều chịu ảnh hưởng. Và cái cuối cùng mà chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất đó là về mặt văn hóa, cụ thể là về mặt chữ viết. Người Chăm ở Việt Nam chúng ta và người Khmer cũng ở Việt Nam Tây Nam Bộ, chúng ta thấy cái chữ viết của họ chịu ảnh hưởng từ chữ Brahmi của người Ấn Độ. Đồng thời các dân tộc khác ví dụ như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar chẳng hạn đều ảnh hưởng từ những cái mẫu tự này. Ví dụ đây là chữ viết của người Chăm chịu ảnh hưởng từ chữ Brahmi cổ của người Ấn Độ. Thế thì thông qua những cái ví dụ vừa rồi thì rõ ràng là chúng ta có thể khẳng định một điều chắc chắn là văn hóa Ấn Độ đã được truyền bá ra bên ngoài, và đậm nét nhất là ở khu vực Đông Nam Á. Và cái phần giải thích vừa rồi thì cũng tạm khép lại cái buổi hội thảo của chúng ta. Những vấn đề mà chúng ta còn thắc mắc và muốn và hỏi đáp thêm thì xin gửi qua địa chỉ email của ban chủ tọa đã được cung cấp từ trước. Thế thì một cái vấn đề cuối cùng để tổng kết lại cái tiết học ngày hôm nay, thì thầy muốn kiểm tra coi thử cái mức độ ghi nhớ của chúng ta là được bao nhiêu thông qua những phần hội thảo vừa rồi. Đề nghị tất cả chúng ta gấp lại tập tài liệu. Sẽ có một vài câu hỏi nha, để chúng ta gấp tất cả tài liệu lại. Mời mọi người cùng theo câu hỏi. Tôn giáo chính trị vị tổng tôn ở Ấn Độ là tôn giáo nào? Ngoài Siddhartha Gautama thì còn có Sakya Muni và Thích Ca Mâu Ni đều là một. Khi nói về tổ người sáng lập ra Đạo Phật. Câu hỏi số 3 của mọi người. Chữ viết của Ấn Độ cổ xưa là chữ gì? Chữ tượng hình, chữ tượng ý, chữ Sanskrit hay chữ Giáp Cô? C, chữ Sanskrit. Đó là một đáp án chính xác. Và câu hỏi cuối cùng, cái gì không có ở chấm 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 thì không có ở Ấn Độ, hãy điền một tác phẩm vào trong đây.
Câu B, Mahabharata. Cái gì không có ở Mahabharata thì không thể tìm thấy ở xã hội Ấn Độ. Và câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại cái buổi học ngày hôm nay. Thầy có một vài dặn dò cho chúng ta trước khi kết thúc. Về nhà, chúng ta sẽ học lại toàn bộ nội dung của bài số 6 để hôm sau thầy kiểm tra bài. Đồng thời, chuẩn bị những nội dung của bài số 7 liên quan đến hai vương triều Hồi giáo Delhi và vương triều Mongol. Chúng ta làm một so sánh sự giống nhau và khác nhau của hai vương triều này để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo ngày hôm sau.